đang nói chuyện về vấn đề phòng tranh cho nên tôi xin nói thêm một ít. Tôi tự đặt cho mình cái mục đích của phòng tranh của tôi là phòng tranh gắn làm sao mà giúp đỡ phát triển những tài năng trẻ. Vì mình đã từng kiểu cảnh khó khăn, khổ cực thì mình biết rằng là những cái người trẻ hiện nay cũng gặp nhiều khó khăn như thế và có thể họ rất là giỏi nhưng mà không có kịp phát triển. Cho nên mục tiêu của tôi là phát triển tài năng trẻ, những họa sĩ nghèo không có điều kiện để mà có thể phát triển nghệ thuật của mình. Thế thì tôi đến cái phòng triển lãm của Ngô Quyền. Cái nhà triển lãm nó có 4 tầng của Hội Mỹ thuật. Thì cái tầng 1, tầng 2, tầng 3 là những cái họa sĩ đã thành danh, họ có tiền, họ thuê phòng, họ có nhiều người biết, cho nên có tầng 1, tầng 2, tầng 3. Mình tìm đi làm nghệ sĩ chưa ai biết, cho nên tôi thấy ở tầng 4 có một họa sĩ nữa thì tôi lên thử, tôi xem thử là như thế nào. Thì khi tôi lên á thì thấy cái phòng triển lãm gì mà không có bóng người, và mở cửa phòng ra thì thấy có một ông ngồi, hai tay ông chống cằm đây này, tóc bạc, nằm như là nửa ngủ nửa thức, lúc ấy vào khoảng 2-3 giờ chiều. Phải nói là trước khi bước vào cái phòng tranh mà vắng vẻ như vậy thì tôi mở cửa ra nhìn tranh thì có vào khoảng 6-70 bức tranh treo. Thì phải nói rằng nhìn vào như là người mình bị điện giật, nó có một cái gì đó. Tôi bảo trời, tranh này đẹp quá, tự nhiên nghĩ trong bụng như thế mà mình chưa thấy bao giờ. Thế tôi mới vào gặp cái ông đấy, cái ông ngồi bàn ấy, thì tôi nói rằng là cho tôi gặp cái ông họa sĩ này, tên là ông Hào. Thế thì cái ông mà nằm ngủ buổi chiều trưa trong vòng vắng, ông ngưa con mắt lên, mắt còn đỏ ngầu, bảo Hào là tôi. Tôi không ngờ một ông như một ông nông dân già, mệt mỏi, da mặt thì sạm đen mà lại là ông họa sĩ vẽ những cái tranh mà nét bút nó mạnh như vậy. Tôi bảo trời ơi, anh là Hào à, tôi thấy mấy bức tranh của anh đẹp quá. Thế ông Hào bảo, chị đừng có chế nhạo tôi. Thì tôi bảo, tôi thấy tranh anh đẹp, tôi mới nói tranh đẹp. Ông bảo là chị mua hết đi, nó có 72 bức. Tôi bảo không, bây giờ tôi không có đủ tiền, tôi chỉ mua một nửa thôi, 36 bức thôi. Rồi xong tôi đem về, nếu mà sau này bán được hơn thì tôi sẽ trở lại tôi mua nốt. Thì ông Hào bảo không, hai ngày nay không có ai xem hết rồi. Nếu mà chị mua 36 bức này thì em biếu chị 36 bức bên này. Tôi bảo không anh ạ, tôi có phải đến đây để xin anh tranh đâu. Tôi cứ mua cái này của anh rồi sau rồi tính sau. Thế là thì anh bảo, ở nhà em còn khối, chị có xem không? Thì tôi hỏi nhà em ở đâu? Ở nhà ở Bắc Giang. Thế thì tôi mới xuống, tôi bảo cái người lái xe mà tôi nhờ đưa tôi đi Bắc Giang để mà xem tranh của ông này. Đi đến Bắc Giang, đi nửa đêm mà mình thấy đường ổ gà, ổ voi, đi tối mò rồi đèn Hà Nội đó là rất khổ, không có đèn điện, không có gì hết. Đi thì đi đến cái bãi cỏ, thế tự nhiên tôi nghe ông Hào ấy, ông mới hú lên một tiếng, thì một chập nghe một tiếng hú văng vẳng lại và thấy mấy cái ánh đuốc từ xa đến. Thế thì té ra là nơi ông ở là nơi bị ném bom hồi xưa, hoang vu. Và phải hú như thế thì con mới đem đuốc ra mà đón chúng tôi về. Và hai đứa con ông mới cầm hai cái ngọn đuốc đưa tôi với bố mẹ nó về nhà. Không phải là nhà mà trước kia đó là một cái nhà thờ bị hố bom. Và ông bà sống gần đấy, không ngoái tường với kia, rất loang lổ, rất là tang hoang. Tôi mới không biết là ông này để tranh ở đâu. Thì té ra là ông giấu, ông cuộn ở dưới một cái bàn mà nó như là cái bếp á. Và ông để tranh ở dưới cái hầm này, ông kéo ra từng bức tranh một. Và hôm đó kéo ra một đống. Và trong cái nhà nó cũng không đủ chỗ để mà xem tranh. Ông lại đem ra cái sân của nhà ông ấy. Tôi còn nhớ lắm, bên cạnh cái sân có một cái chuồng gà. Và hai thằng cháu nó cắm hai cái đuốc hai bên. Và các bạn tưởng tượng cái cảnh trong cái đêm tối như vậy. Hai vợ chồng và hai đứa con mở những bức tranh của ông ra, tranh bằng giấy. Và tôi cũng đi rất nhiều bảo tàng, tôi cũng đi nhiều nước, nhưng mà cái rung động tột cùng, cái xúc cảm của mình, cái đêm mà xem tranh ông Hào dưới ánh đuốc, bên cạnh đó mấy con gà nó còn chim chíp nữa, và mình ngồi ở trên đời thì toàn là sao, dưới này là hai cái ngọn đuốc bập bùng và tranh ông Hào mở ra, thì tôi thấy rằng té ra rằng nghèo nàn không cấm được nghệ thuật, nghèo nàn không hạn chế được cái sức tưởng tượng dồi dào của người nghệ sĩ.
Và con người này phải có nghị lực cực kỳ giỏi mới có thể sáng tác trong điều kiện rất là cực khổ như thế. Các bạn thấy chưa? Thấy bức tranh và nhìn nó kỹ thì thấy đằng sau là bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu tài năng như vậy. Và bỗng nhiên đầu tôi có quyết định rằng khi nào mà tôi mở khai mạc cái triển lãm tranh, tôi chỉ triển lãm tranh của ông Hào mà thôi. Bắt đầu là cái cuộc mà gặp gỡ của tôi với một họa sĩ là như vậy. Thì cái đó rất là ấn tượng.